Một buổi chiều tuyệt vời tại sân vận động Hoàng Mai. Và trước mắt chúng ta sẽ là... Như vậy, trọng tài Mạnh Hùng đã cho trận đấu được bắt đầu. Đường cắt bóng rất hay của Tuấn Nhỏ. Rất gọn gàng. Nhưng đá có lỗi. Đường tấn công. Ôi! Vào không, không vào. Đó là Trương Hải trong tình huống nguy hiểm không thành của thủ thành bên phía đội bóng Tháng Tư. Đứng trước có phải lúc này là Ngọc Quang. Ngọc Quang. Cột hay. Khá nguy hiểm trong tình huống tiếp cận không thành của Thọ Toàn. Ôi! Tình huống dứt điểm rất nhạy cảm của Tuấn Anh. Và tỷ số đã là 1-0 dành cho Tháng Tư. Tình huống dứt điểm rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú phát bóng dài lên. Tuấn Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái nhưng không hiểu sao cho tình huống vừa rồi. Một chuyền khoác không qua là các cầu thủ áo vàng. Đây là cơ hội. Vẫn còn dứt điểm ngay. Bóng đi chệch không thành. Trọng tài đã cắt còi. Cầu thủ hiện sẽ là Mạnh Tú. Mạnh Tú. Đã có tình huống phạm lỗi với thủ môn. Rất quyết liệt. Tuấn Nhọ. Quá bình tĩnh đến từ trung vệ màu số 9. Đức Trọng. Vẫn là Đức Trọng. Và người thành công. Đức Trọng dứt điểm ngay. Đó là bàn thắng của số 13 về phía đội bóng áo vàng. Tình huống dứt điểm thành bàn của Đức Trọng. Tuấn Nhọ đường truyền dài dành cho Đức Trọng. Hai cầu thủ đã tìm thấy nhau trong tình huống vừa rồi. Đức Trọng. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng Tháng Sáu trong tình huống vừa rồi. Và người ghi bàn đó là Viên Hải. Rất hay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Viên Hải đã có cơ hội và cú dứt điểm đã chiến thắng được thủ thành Ngọc Linh. Ngọc Quang được truyền hợp lý. Đề nghị đi bóng vào trong. Cú dứt điểm đi chệch cột dọc của số 15 Thế Nghị. Ngọc Long. Cú dứt điểm chất lượng của số 21 bên phía đội bóng áo xanh. Và người thành công đưa bóng vào. Nhưng đó là một tình huống dứt điểm từ góc hẹp của Ngọc Quang. Ngọc Long dứt điểm ngay. Cú đưa bóng vừa rồi là của Thế Nghị. Để đó xem hiệp 2 trận đấu giữa Tháng 4 và Tháng 6 diễn ra trong khuôn khổ loạt trận thi đấu thứ hai của vòng 3 giải bóng đá Nhâm Tuất 1982 lần thứ 4. Và những cú dứt điểm đầu tiên chuyền dài Tuấn Anh. Một lần nữa Tuấn Anh xuất hiện trong vòng cấm của đội bóng Tháng 6. Thi đấu khá cầm chừng ở hiệp 2. Thời gian là vẫn còn rất nhiều dành cho đội bóng Tháng Tư. Đức Trọng.
Đây là tình huống tấn công của cầu thủ tháng 4. Dứt điểm ngay, không chiến thắng được Thọ Toàn, vẫn còn khá lợi hại. Đưa bóng vào, một lần nữa Tuấn Nhỏ lại để quên mất Tuấn Anh. Đường truyền của Đức Trọng. Tôi dứt điểm ngay, cú băm bổ đến từ số 7 Trương Hải. Minh Tuấn, đường truyền vượt tuyến. Qua được Tuấn Nhỏ rồi, nhưng không thể chiến thắng được Thọ Toàn trong tình huống dứt điểm của mình. Tuấn Nhỏ rất keo léo vào cú dứt điểm của số 9. Rất hay, dứt điểm ngay bóng. Đường truyền, bóng đã đi hết đường biên, đường truyền quá mạnh. Vẫn là thủ áo vàng, qua người rất khéo. Dứt điểm ngay, bóng cắt ngang khung thành của thủ thành. Bóng đã đi hết đường biên. Đúng này, trọng tài đã được coi kết thúc trận đấu giữa tháng 4 và tháng 6. Diễn ra trong khuôn khổ giải bóng đá Nhâm Tuất 1982 lần thứ tư năm 2022. Hai đội rời sân với kết quả chung cuộc là 2-1 nghiêng về tháng 6. 6 điểm với 2 chiến thắng. Và họ mới chỉ thi đấu có 2 trận mà thôi. Đến đây buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo của giải bóng đá Nhâm Tuất 1982 lần thứ tư năm 2022.